Em chào các bạn nhé. Hôm nay em lại đi vào rừng hái thuốc các bạn ạ. Nay thì em đi lấy cây sói rừng thôi. Cây sói rừng thì em cũng quay cho các bạn xem rồi. Hiện tại thì vẫn chưa thấy cây sói rừng cả. Nhưng mà kiểu đi em thấy cái chỗ này thoáng thoáng ấy, thì em cũng cũng quay cho các bạn xem. Và em cũng muốn nói chuyện một chút để em tính. Thực ra thì như thế này các bạn ạ. Nhà em thì đang sơn nhà. Sơn nhà thì phải ra ở ngoài, ngủ ở ngoài hết. Thì ở ngoài thì phải ra ngủ ở ngoài sân ấy, ngoài cái phòng thuốc ấy. Nhà em thì có cái phòng thuốc của em để làm thuốc, thì có cái giường bệnh nhân, thế là em đã phải ngủ ở ngoài. Em đang ngủ ở ngoài 2 tối, thì 2 tối đầu tiên ấy thì đi uống rượu mệt, với lại làm nhiều việc quá mệt thì ngủ được say. Còn tối hôm qua không uống rượu, mặc dù cũng ngâm chân cũng các kiểu hết rồi, cũng uống giải độc gan vào để ngủ rồi, tuy nhiên là không thể ngủ được các bạn ạ. Sợ cảm giác nó ngủ ở ngoài phòng thuốc, nó không kín thôi, cũng đã cho 2 bạn hộ vệ vào phòng ngủ cùng rồi nhưng mà em không ngủ được. Phải, nhà em thì ở ngay đường ấy các bạn, lý do là nhà em ở ngay dưới đường đi ấy, cái đường nó đi đấy thì ở bên dưới là đường, cho nên là thật sự luôn là một mình ấy thì ngủ nó sợ, em không ngủ được các bạn. Phải đến 5 giờ sáng nay em mới bắt đầu chợp mắt được ngủ được một tí. Thì bây giờ hôm nay 7 giờ em mới vào đến rừng. Bây giờ 7 giờ hơn rồi nhá, em mới vào đến rừng các bạn ạ. Mà em vẫn còn gật gà gật gù, tại vì là kiểu buồn ngủ ấy các bạn. Thức thức cả đêm không ngủ được, nó cứ trằn trọc không dám ngủ, sợ không dám ngủ. Nó không nằm ngủ, nó không ngủ ở ngoài nó sợ. Định vào phòng hát ngủ thì sợ nó kín quá thì nó bí hơi không dám vào ngủ. Thế là bây giờ vào rừng vẫn còn gật gà gật gù ấy, thật sự luôn. Chưa bao giờ bị cái cảnh như thế, nhưng mà hôm nay em phải đi lấy cây sói rừng, bởi vì các bạn biết không, cái cây sói rừng thì nó rất là tốt cho cái bệnh gút mà em đang có mấy ca bệnh gút đấy, có mấy ca bệnh gút cần em lấy thuốc cho, thì em phải lấy cây sói rừng nữa. Đây, còn em đứng ở đây thì là một cây thuốc để đây này, đây một cây thuốc để tắm này. Đấy, các bạn còn nhớ cây thuốc hôm nọ em giới thiệu cho các bạn là nó hồng hồng không? Đấy, hồng hồng với cây trắng này này. Ở đây này có rất là nhiều cây trắng này, đây, lá to này. Tuy nhiên là em cũng chẳng lấy cây trắng này để làm gì đâu. Đây, ngoài ra thì đây. Đấy, các bạn biết cây gì không? Đây. Đây. Đây này. Đây là cây ngũ gia bì gai này. Ngũ gia bì gai thì lúc nào cũng có, nó là dạng thân đấy. Đấy, đây. Ngũ gia bì gai này, đấy. Cây bé nhá. 5 lá. 5 lá ngũ gia bì gai. Cây này ngũ gia bì gai thì mang lá nó mới dùng được, cái bé này này, đấy, cái bé này này. Đây, gai gai nó. Lúc nào nó cũng bạc bạc, nó nhìn nó khác đấy. Đây, ngũ gia bì gai này. Đây để em lấy cho các bạn xem. Ở đâu? Đây, đây, đây. Gốc nó ở đây này. Đấy, cây ngũ gia bì gai này. Đấy các bạn. Đây, đấy, đây, đây, cây ngũ gia bì gai này. Cái bé bé này. Tuy nhiên, cây ngũ gia bì gai ở cái chỗ như này thì em sẽ không không lấy đâu. Nó cũng chẳng to đâu. Phải có đá nữa em mới lấy. Còn ở chỗ như này thì em sẽ không lấy. Bởi vì nó không to lắm, em cũng chẳng lấy đâu. Đây có khá ngũ gia bì gai bé các bạn ạ. Để hôm nào em mang cái xiê về xeo để em đào về đây. Đây này, ngũ gia bì gai này, cái bé này, đây, đây, cái này mang về để cho các bạn trồng này. Bé tí đây, 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 cây bé tí đây, bé tí đây, đấy. Em cũng hôm nay em chỉ đi lấy cây sói rừng thôi, với lại em đi. Về sớm thì lúc nãy em về thì thợ sơn họ đã về nhà, họ đã về làm rồi. Đấy. Nghe thấy chim kêu, các bạn tiếng chim kêu các bạn nghe thấy không? Đây. Đấy, rất là nhiều tiếng chim kêu nhé. Chim ở đây, có nhiều chim. Đây có một cây na rừng bé nữa này. Khá nhiều cây thuốc rồi. Đây. Đấy, cái na rừng này. Cái na rừng bé này. Đây, cái na rừng này các bạn đây. Khu rừng này có khá nhiều cây thuốc. Người chưa tìm thấy cây sói rừng. Đấy. Thích không? Không nhìn thấy con chim ở đâu mà nhìn thấy con chim kêu, nghe tiếng chim kêu vào rừng như thế này, cảm giác tỉnh cả ngủ. Đây các bạn, em nhìn thấy rồi đây, đây đây, đây các bạn,
Em thấy rồi đây này. Đây cây sói rừng nhé các bạn ơi. Đây. Đó, cây sói rừng này, đây. Cây sói rừng thì lúc nào nó cũng có phải có răng cưa, có một cây quả cũng đỏ như thế, tương tự như thế nhưng không phải cây này. Nhưng không phải cây sói rừng nhá. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Cây sói rừng này. Có răng cưa này, quả nó này. Quả nó thì có một cây tương tự giống như ở đâu, ở đây không có. Yeah. Đây. Nhưng mà cây quả kia nó sẽ thành chùm. Còn quả này thì nó cũng thành chùm nhưng mà nó rời rời này này. Đặc biệt là cây sói rừng có răng cưa các bạn ạ. Đây. À, cây sói rừng này thì có thể sử dụng được toàn thân. Mang về phơi khô, sao lên thì uống như uống nước chè. Còn chữa bệnh cục gút thì phải kết hợp với cây gắm, cây nhiều cây thuốc để chữa bệnh gút và làm tiêu viêm. Các u nhọt ở trong người ấy thì sẽ dùng cây này. Có khá nhiều cây sói rừng ở đây, em sẽ lấy. Đây có một bãi sói rừng em sẽ lấy đây này. Này, cây này này. Ờ, cây này nó xanh nhưng không sao được, em vẫn lấy về kết hợp với nhau được. Ôi ở đây nhiều sói rừng phết đấy đây. Đây. Đây một cái con nó này, em sẽ lấy hết. Đây, để em lấy à. Đâu nhỉ, em vừa thấy một cây nó giống cây sói rừng á. Nhưng mà để các bạn phân biệt được. Đây các bạn. Bây giờ các bạn nhìn các bạn có thấy giống cây sói rừng không ạ? Giống không ạ? Mà điều đặc biệt là hai cây này nó rất là thích ở cạnh nhau. Cây sói rừng với lại cây này ấy. Đây. Đây này. Cho các bạn xem nhá. Nếu mà các bạn không biết đây thì các bạn sẽ sử dụng rất là lung tung. Đây. Bây giờ em cho hai cây này ở cạnh nhau các bạn thấy có giống nhau không? Đấy. Đây, đây là cây sói rừng và cây này này. Cây sói rừng và cây quả cây dại này này. Hai bạn có nhận ra không? À các bạn có nhận ra hai cây này không? Hai cây này nó hoàn toàn giống nhau, như em để em phân biệt cho các bạn nhá, rất là đơn giản thôi. Các bạn nhìn này. Zoom qua để ra đây. Để em phân biệt cho các bạn nhá. Để các bạn ô. Thế đó, em lại làm mất cái ba tay rồi. Để em phân biệt cho các bạn một cách rõ ràng về cây sói rừng và không phải cây sói rừng. Đây, nhìn thế này thì các bạn sẽ không biết sẽ hái cùng nhau hết nếu mà nhìn nhận vào quả ấy, đúng không ạ? Đây, thứ nhất là mình phân biệt quả đây này. Đây, quả của cây sói rừng nó sẽ như này này. Nó sẽ kiểu như nó dựng lên thành chùm và một cái điều đặc biệt là cây sói rừng nó có răng cưa. Đây, bên dưới và bên trên nó đây này, nó đều có răng cưa hết, cây này có răng cưa này. Còn cây này, cái quả của nó xòe ra. Đây. Quả nó thành chùm xòe ra. Và lá của nó không hề có răng cưa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Lá nó không hề có răng cưa nhá. Đây. Đây. Lá không hề có răng cưa nên không có sói rừng. Nó phân biệt đơn giản thôi, các bạn chú ý một tí là các bạn sẽ phân biệt được ra là cây đâu là cây thuốc và cây nào là không phải cây thuốc rồi. Đây. Các bạn cứ nhớ là cây sói rừng là có răng cưa, lá nó có răng cưa. Này nó có răng cưa, còn cây này không có răng cưa. À, cây sói rừng nhá các bạn nhá. Riêng mà cây sói rừng ấy, ngoài là mình dùng để chữa bệnh về gút này, bị xương khớp này thì mình kết hợp với lại cây thiên nhiên kiện. Là cả cây dùng cái thân của nó thôi. Dùng cái thân của nó như này này. Cây này này thì mình dùng cái thân. Như cây sói rừng này nhá. Thì mình dùng từ đoạn này. Cái tím nhá, mình từ đoạn này bỏ cái lá đi. Cái lá mình để uống hoặc là để vừa phơi khô để uống, để làm chè uống hoặc là để kết hợp với cây thuốc khác để chữa bệnh. Còn cái thân của nó này, đây từ cái rễ này dưới đi, thì các bạn ngâm với cây thiên nhiên kiện, làm rượu xoa bóp cực chuẩn luôn. Riêng hai cây này thôi, cây sói rừng với lại cây thiên nhiên kiện thôi thì làm rượu xoa bóp thì đúng là không có loại nào bằng thật. Nhức mỏi là bị sưng vùi, bị dập, bị ngá, bị sưng, bị tổn thương là dùng cái này là nó rất là chuẩn. Ôi, ở đây có một bãi thật luôn, có một bãi sói rừng luôn các bạn ạ. Đây. Ngoài ra thì giới thiệu cho bạn cây này này. Đây cũng là cây ngũ gia bì nhé các bạn nhé.
nó cũng họ hàng Gia Bì đây này đấy. Đây nhưng mà cây này nhiều gai đó, cái này này đấy. Cái này thì lấy cái rễ của nó, cái thân của nó thì để làm mà tốt xương khớp, nhưng mà cái rễ của nó vàng khè, thế nhổ lên mang cái rễ của nó về rửa sạch đi, chặt đi và ngâm với rượu dùng để chữa bệnh đau răng và hôi miệng, ngâm ấy, ngậm ấy. Đây cái này là cái này nhá, rễ cái này, nhưng mà cái này còn bé, với lại em nhà em không có cái ngâm ngậm sâu răng rồi, lúc nào nhà em có rồi sẽ em không lấy nữa, bởi vì nhà em đã có rồi ấy. Vậy thôi em chào các bạn để em lấy đấy, tại vì là cũng khá muộn rồi, em cũng chưa vào rừng muộn này, giờ thì em cũng tỉnh rồi, thấy cây thuốc là em bắt đầu tỉnh, lúc nãy của em còn gật gà gật gù các bạn ạ, chết mất thôi, đi hái thuốc mà còn vẫn còn gật gà gật gù thì thực ra thì cái thức cả đêm thì nó rất là mỏi, thức cả đêm rất là mỏi, không ngủ được ấy, không nhắm mắt ngủ được, nó cứ chập chờn thì thức thôi. Thôi chào các bạn nhé.